Chào mừng các em đến với kênh thầy Lem Tiếng Việt lớp 3, tập làm văn Tả cây phượng, hoa phượng. Bài văn mẫu số 1. Hằng năm đến độ cuối xuân, học sinh chúng em lại được làm bạn với hoa phượng. Cây phượng ở góc sân trường em đã làm vui cho cảnh vật mùa ngày hè, và có lẽ đây là loài cây em yêu nhất. Cây phượng khá to, dưới gốc hai cánh tay em ôm mới xuể. Thời gian đã khoác lên cây chiếc áo nâu sần sùi. Lá phượng xòe ra mềm mại, hao hao giống lá me. Tán lá như một chiếc ô lớn che mép một khoảng trời nho nhỏ. Cành phượng uyển chuyển lung linh như những chùm hoa đỏ thắm. Mỗi bông hoa như ngọn đèn đỏ thắp trong lùm cây xanh thẳm. Nhưng phượng ở đây không chỉ một đóa, không phải vài hoa, mà phượng nở từng chùm từng cành bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng. Gặp làn gió nhẹ, từng nhụy hoa mang túi phấn rung rinh, trông như đèn bướm thắm đang rập rờn trong vòm lá xanh non. Thỉnh thoảng những đóa hoa lìa cành, ngập ngừng bay nghiêng theo chiều gió, rồi lả tả rơi dưới góc sân trường. Trên cành keo, ve kêu ra rã, chim chóc đua nhau truyền cành, dường như chúng đã bâng khuâng trước màu hoa phượng. Dưới bóng cây râm mát ấy, chúng em tụm nhau để chơi chọi gà. Có bạn tung tăng chạy theo những đóa hoa bay. Có lúc em thầm hỏi, phượng ơi, cây có tự bao giờ mà đẹp thế? Nhìn thấy hoa phượng nở mà lòng em thêm rạo rực, phơi phới niềm vui. Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến. Mùa hè đã về, mùa hái kết quả học tập của tất cả học sinh. Hình ảnh cây phượng đang vào mùa hoa đã khắc sâu trong em. Rồi đây, chúng em sẽ xa ngôi trường thân yêu này, xa cây phượng vĩ ở góc sân trường đã chứa chan biết bao nhiêu kỷ niệm. Dù có đi đâu, về đâu, chúng em vẫn nhớ mãi ngôi trường thuở ấu thơ, nơi có biết bao bè bạn thân thương, có bao thầy cô sớm hôm chăm sóc, và có cây phượng trầm ngâm đang đứng đợi mỗi ngày. Bài văn mẫu số 2. Nàng tiên xuân xinh đẹp đã lặng lẽ nói lời tạm biệt từ bao giờ, và đất trời đón một nàng hạ đỏng đảnh nhưng không kém phần ấm áp. Hạ đến mang theo cái nắng vàng chói chang, làm cho hoa thêm thơm và cây cối thêm chín mọng. Một cơn gió mát khẽ thổi qua, cây phượng trường em khẽ giật mình, đánh thức những búp non còn đang yên giấc. Cây phượng trường em được trồng từ khi ngôi trường mới được thành lập. Tuổi của cây cũng chính là tuổi của trường. Thân cây cao, to và sần sùi, có cả những cái mố nổi lên như những cục u, đủ biết cây đã già lắm rồi. Cành cây vươn rộng tạo một chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho cả sân trường. Rễ cây to và cứng trồi lên mặt đất như những con rắn đang say ngủ. Trên những cành nhánh, lá phượng xòe ra đều đặn và đối xứng nhau. Màu xanh của lá như màu cốm non,
tạo cho người khác một cảm giác thật dễ chịu khi ngắm nhìn. Mùa hè xanh tươi là thế, nhưng đến mùa đông, vượn trúc lá chỉ còn là những cành cây khẳng khiu như những chiếc lược chải tóc cho mây trời. Hoa phượng bừng nở cũng là lúc mùa hè về trong mới đẹp biết bao nhiêu. Phượng làm lòng người học sinh nôn nao vì một mùa thu thi nữa lại về. Nhìn sắc phượng đỏ mà biết bao bồi hồi cùng với lo lắng. Dưới tán già, chúng em cùng nhau trao đổi bài đầy say mê. Cánh phượng rơi trên vạt áo còn đọng lại mùi hương tinh khiết. Bài văn mẫu số 3. Với tuổi học trò, cây phượng là loài cây vô cùng quan trọng đối với mọi học sinh. Em cũng vậy, phượng vừa là cây em thích, vừa là loài cây mang cho em những cảm xúc xao xuyến. Nhìn từ xa, phượng như mọi bức tranh sơn dầu khổng đỏ khổng lồ. Phượng nằm ở trong trường em, cao hơn dãy nhà học 4 tầng. Thân cây to, sừng sùi màu nâu thẫm, mang theo dấu ấn nắng mưa của thời gian, nên trên thân có những vết nấm gấp mốc, đôi chỗ bị tróc một ít vỏ cây. Gốc cây xù xì nổi lên trên mặt đất những chiếc rễ to như những con trăn nhỏ. Từng chiếc rễ giống như những chiếc ghế ngồi lý tưởng để lũ học trò chúng em ngồi mỗi giờ ra chơi. Phía trên những cành cây to rắn chắc tỏ ra tứ phía như những cánh tay người. Bao trùm lên đó là tán lá rộng xòe ra khắp nơi. Lá cây phượng to nhưng mỏng, chia ra làm các nhánh nhỏ li ti thưa thớt. Lá có màu xanh nhạt, lá già thì ngả vàng. Mỗi khi gió nhẹ thoảng qua, từng đợt lá lại rủ xuống mặt đất, tạo nên những thảm lá nhỏ trên một góc sân. Em thỉnh thoảng lại nhặt những chiếc lá cây rụng cành tuốt ra rồi tung lên làm pháo bông, hoặc đem ép vào những trang sách. Khi đến mùa hè, hoa phượng nở, những chùm hoa đỏ rực rỡ nở rộ dưới ánh mặt trời. Hoa phượng có năm cánh ôm lấy ở giữa là nhụy hoa. Từng bông phượng như những đốm lửa nhỏ, từng chùm hoa phượng lại giống như những chùm pháo bông đẹp đẽ. Phượng gắn với tuổi học trò, gắn với biết bao sự chào đón và chia ly đối với từng khóa học sinh. Đâu có thể dễ dàng tìm được loài cây mang đến những niềm cảm xúc tuyệt vời như vậy. Nụ cười và những giọt nước mắt, phượng chứng kiến hết. Tuổi thơ của em cũng đã gắn liền với phượng, biết bao nhiêu những tháng ngày ngồi hóng mát dưới sân trường, cầm hạt phượng chơi đùa với bạn bè, gắn lên mái tóc một đóa phượng đỏ thắm. Rất nhiều kỷ niệm không thể quên được, cũng mãi mãi không quên được. Với em, phượng như là một người bạn tâm giao, lưu giữ những tuổi thơ đẹp đẽ. Phượng sẽ mãi là loài cây yêu thích của em. Đến đây thì các em đã vừa xem các bài văn mẫu về tả về cây phượng và hoa phượng. Thì các em sau khi xem xong, các em thấy thích, thấy hay thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem.
Và nếu em nào chưa đăng ký kênh Thùy Liêm thì hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.